Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Talk Game Online. Mình là Hưng Đụt và hôm nay mình sẽ xin phép giới thiệu các bạn một tựa game sắp được phát hành bởi Fantap với cái tên rất là kêu, gọi là Long Truyện Mobile. Và như các bạn thể thấy ở đây là cái phông bạt đằng sau của cái khung đăng nhập của ngoại Long Truyện Mobile. Uầy uầy uầy, rất là chân thật. Các bạn thể thấy đây là hình ảnh của Quan Vũ đấu với cả ai đây? Mình chưa nhìn rõ cái nhân vật đối diện Quan Vũ chiến đấu, Quan Vũ là ai, nhưng mà nhìn toát ra cái hào quang màu tím kia thì không biết phải Lữ Bố không. Lữ Bố thì thường sẽ có màu đỏ đỏ kiểu rực, chứ kiểu chiến thần ấy. Đấy, Quan Vũ thì hay là cái màu tượng trưng là màu xanh lá, xanh ấy này. Và các bạn thấy đấy, uầy, hiệu ứng hình ảnh rất là chân thực các bạn ạ. Các bạn thấy thấy cái vết nứt màn hình lúc mà Quan Vũ ông đấy, cái vết nứt màn hình lúc mà ông chém vào màn hình ấy, khả năng đây phải là hay là Lữ Bố không ta? Thôi giờ mình sẽ để cái nghi vấn đấy ở lại để trả lời sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá xem là Ngọa Long Truyện Mobi sẽ có những cái điểm đặc sắc gì nhá. Hiện tại đây thì chúng ta chỉ có một server Trường An để test thôi. Mình sẽ test luôn server này. Rồi. Cốt truyện của Ngọa Long Truyện Mobile thì chắc chắn là nó sẽ dựa trên cái mô típ theo cái cốt truyện của Tam Quốc diễn nghĩa rồi. Đây. Hình ảnh dàn quân này, dàn trận này. Hình ảnh mình phải nói thật là hình ảnh quá chân thật luôn, không biết đây chỉ là hình ảnh của cái teaser của cái trailer thôi hay là trong game nó sẽ như này. Nhưng mà mình nhớ không nhầm được cái dung lượng dung lượng của thì khả năng đây là chính Lữ Bố thật rồi. Lữ Bố màu tím. Thế đúng cái nhân vật phải đấu với Quan Vũ chính là Lữ Bố rồi. Và kia hình như là Trương Phi. Cái dung lượng mình nhớ không nhầm của Ngọa Long Truyện Mobile thì nó khá là lớn, cũng phải lên đến tầm 1 GB, hơn 1 GB gì đấy. Rồi bây giờ cuối cùng cũng đánh đuổi được bọn khăn vàng rồi. Cô nương không sao chứ? Ok, khăn vàng đấy chúng ta có thể tưởng tượng ngay Đổng Trác và Lữ Bố. Rồi tiếp là Tiểu Kiều đã tạo anh hùng cứu giúp. Tiểu Kiều à? Tiểu Kiều là vợ của ông gì bên Ngô ấy nhỉ? Sao cô nương lại ở đây mình ấy? Hỏi những cái câu rất là hàm ý nhá. Rồi tiếp đi thăm bằng hữu nên tới Dĩnh Xuyên, không ngờ gặp lại đại loạn nên lưu lạc nơi này. Mà nhận thêm rồi lại đi. Ok, tưởng phải lại chứ lại bảo đứng lên. Không biết anh công sau này có dự định gì. Rồi tiếp đi. Bình loạn nhưng mà có tâm mà lại bất lực. Rồi, bất lực thì nói chung là bất lực. À, nhập tên. Rồi chúng ta sẽ nhập cái tên cơ bản đây thôi. Và Ngọa Long Story. Không được dài quá à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, khoảng mười mấy ký tự gì đấy các bạn. Talk Game Online Test. Rồi chúng ta vào đây có những hình tượng như nhìn cái vị này thì rất là giống Tiểu Kiều hay Đại Kiều gì đấy, hay Điêu Thuyền ta. Không, Điêu Thuyền thì nó sẽ không có dáng vẻ kiểu chiến đấu được như này đâu. Đây thì có lẽ là theo như phỏng đoán của mình sẽ là hình tượng của Tôn Thượng Hương. Một vị tướng gọi là không phải, cũng không phải là một vị tướng mà nó là cái gì đấy. Đại khái là bắn cung rất là ác, Tôn Thượng Hương. Đây thì đây chắc đây cũng là Điêu Thuyền rồi. Ừ, đây là ai vậy? Nhìn gương mặt phổ thông với cả cái kiểu mà quần áo bình thường thì mình khó đoán ra là ai lắm. Chột một mắt như này Hạ Hầu Đôn à? Hay ai ta? Đây thì chắc là Khổng Minh rồi. Còn trời ơi, nãy giờ mới đọc thấy cái dòng hãy chọn hình tượng của chúa công, thì chúng ta chỉ cần chọn hình tượng thôi chứ cũng không 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 cần phải quá quan trọng hóa cái giai đoạn đầu làm gì. Thì mình sẽ chọn một mỹ nữ nào đấy cho nó mỹ nữ nhỉ? Mỹ nữ chăng? Thôi. Mình nghĩ là mình sẽ lấy Khổng Minh đi, cho nó ra cái vẻ trí thức một tí. Rồi. Và chúng ta đã chọn một nhân vật nghi vấn là Khổng Minh để làm hình tượng. Rồi chỉ dẫn đi. Chọn tướng à? Thiếu niên Triệu Vân, thiếu nữ Lữ Lạc và thiếu nữ Điêu Thuyền. Trong ba cái nhân vật này thì mình phải nói là mình thích nhất là Triệu Vân. Ngoài ra thì Điêu Thuyền cũng là một lựa chọn không hề thôi.
À, đây có cả đây. Ấn vào thì mới xem được chi tiết các bạn. Điêu thuyền cung binh, công tầm xa khắc chế thương binh. Rồi cung binh khống chế đơn thể là tuyệt chiêu của thiếu nữ điêu thuyền. Còn Triệu Vân là thương binh thì đúng là so với câu chuyện thì đúng là Triệu Vân là một tướng chuyên dùng thương. Nhưng mà thương binh nghe nó hơi què quặt nhỉ, nghe nó cứ ốm yếu sao sao ấy. Độ chính xác cao, khắc chế kỵ binh, có khả năng tấn công phạm vi và đánh lén quân địch. Còn điêu thuyền là mê hoặc quân địch. Thiếu nữ Lữ Lạc thì lại thiên về kỵ binh, độ bạo kích cao, khắc chế cung binh, không ai cản nổi. Phải nói thật là trong ba nhân vật này thì Triệu Vân là mình thích nhất này, xong rồi đến điêu thuyền là một nữ giai nhân có vẻ đẹp sắc nước hương trời, được gả cho được được làm quà cho Lữ Bố rồi là các kiểu nói chung là hai nhân vật này mình đều rất thích. Nhưng mà so trong cái cảm quan của mình thì mình lại thích những vị tướng sử dụng kỵ binh hơn, và đây thì chỉ có thiếu nữ Lữ Lạc sử dụng kỵ binh nên mình nghĩ mình sẽ chơi chơi thử thiếu nữ, tại vì thật ra là về sau mình nghĩ là cũng sẽ đổi được cái binh chủng này hết thôi. Mình chọn xong rồi, giờ mình sẽ bước vào game luôn nào. Chủ công, Tiểu ngài Kiều, thật sự là chủ chân khung. siêu. Hiện tại Trang Trảo Thuyền Mã Rồi, bảo chính vệ đang trác tại quận, chỗ ấn chủ vào công. chinh chiến này. Chủ công, đây là trung trại Chủ thuyền công Mã. à? Rồi. Có thể chuyển giao bất đồng trận đi tiến hành chiến. Ấn vào đây. Hán Ui. Trung Bình Nguyên Niên, công Dưới nguyên men. 1846 Châu năm chấu chứ nhầm. 2 月, Chư Lộ Nhân Trang Trảo, xoay Thái Bình Đạo Môn Phủ, Thiên Cái phần Can mở Đại truyện, Tướng, cái kiểu mở truyện này rất là hấp dẫn luôn. Dùng binh Các khí, bạn thấy hình ảnh rất là chân thực. Thiên Hạ, Và để Đại Quang. xây dựng lên một cái clip này thì chắc chắn là rất là tốn công rồi. Đây là Kết Nghĩa Vườn Đào. Rồi. Đầu trâu, đầu lợn. À, đầu trâu, đầu ngựa và đầu dê à? Rồi. Rất hay. Wow. Cái kiểu xây dựng rất là hay, mà cái đoạn clip này nó chỉ rất là ngắn thôi nhưng mà vẫn rất là cảm động. Cảnh vườn đào rồi hoa đào bay rồi âm nhạc tất cả đều rất là hoàn hảo. Rồi. Mình sẽ đi thẳng vào cái gameplay luôn này. Cái giọng của cái nhân vật nữ đọc tiếng Trung ở trong này đã rất là hay rồi. Và mình hy vọng là khi mà khi xuất hiện phiên bản Việt hóa hoàn chỉnh thì cái giọng này cũng sẽ có một cái bản bản giọng Việt mà cũng nghe dễ thương như các bạn này thì ai cũng muốn làm theo luôn. Nào. Đối chiến 1v5. Rồi. Xem đặng ngày ta chiến có lấy được công đầu. Kiểu dàn trận này khá là quen mắt. Rồi mình sẽ xếp Tiểu Kiều lên đây. Ấn vào đây các bạn thể thấy là cái thông số của Tiểu Kiều, à cái gì nhỉ? Lữ Lạc à? Cận chiến lên trước ơi, đặt lên cái gì? Rồi. Mình đã đặt Lữ Lạc của mình lên lên lên, lên thứ hạng A, ấn chiến lên chiến được. Wow. Kỵ binh nghe lệnh bao vây hai cánh công binh quân địch, lên lên lên. Rồi. Ừ, bị bao người Đặng Ngải à? Đặng Ngải cũng là một cái danh tướng khá là nổi tiếng. Và chúng ta thì đang thất thế, tôi đang bị ba quân bao vây rồi. À, Trương Phi đến rồi. Úi lại còn cả hoa đà nữa, thôi xong. Wow. Phải nói là mình thật sự ấn tượng với cái cách mà những cái đoạn clip như này nhảy vào giữa trận chiến ấy. Không chỉ đẹp mà còn rất là đúng nội dung luôn. Đây rồi, Trương Phi. Mình nhớ trong trong cái tiềm thức của mình thì Trương Phi không có được đẹp trai như thế này. Rồi. Đây là phá vòng vây à? Trương tướng quân đến thật đúng lúc. Một tên nữ đường hòng chạy thoát nghe mệnh lệnh của ta, toàn tấn công rồi, tấn công. Các bạn thể nhìn thấy đây có vẻ như là Lữ Lạc của chúng ta là một tướng hệ màu tím, còn Trương Phi thì đang là tướng màu cam, Hoa Đà cũng vậy. Và
Điên kinh, ui, kinh hết luôn. Ta chỉ cần pháo. Các bạn có thể đọc trong những cái lời thoại của nhân vật này, thỉnh thoảng sẽ có những cái chỉ dẫn rất là hữu ích, ví dụ như của Trương Phi này. Đấy, trong đại đa số các cuộc chiến thì chỉ cần phá hủy thành là chiến thắng. Và Hoa Đà thì đang hồi máu chúng ta. Rồi. Rồi, chiêu mộ tướng. Đây là cái khoản mình thích nhất ở trong những tựa game chiến thuật. Khi mà có những cái vị tướng mà chúng ta chưa chiêu mộ được thì cái tính năng chiêu mộ này nó sẽ nhiều yếu tố bất ngờ, và để nhiều khi là cái vị tướng đầu tiên chúng ta chiêu mộ ra sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hướng phát triển về sau. Ở đây chúng ta mình nhìn qua ở đây thì lại thấy có chiêu thần dũng này, danh tướng thương binh này, chiêu thần tướng và chiêu vô song. Mình sẽ chiêu thử thần tướng xem nào. Ơ, được điều thuyền. Quần này là quần hùng đúng không? Quần hùng này là gọi chung là những cái nước mà nó ở phe không phải trong Ngô Thục và Ngụy, thường nó là kiểu khăn vàng hay là cái gì đấy. Gọi nói chung là những cái vị tướng mà không rõ là mà không 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 nằm cụ thể ở một nước nào cả. Chủ công trong đội hình có thể kéo tướng ra hoặc rời trận và thay đổi đội hình. Giờ mình sẽ kéo ai ra? À đây, mình sẽ kéo Đức Thiền vào đây. Rồi lại chiến và khăn vàng tiếp. Giờ chúng ta cũng có sự giúp đỡ của Đức Thiền để xem có gì khác không. Điêu thuyền mình thấy mô tả đây là thuật sĩ, tức là vừa dùng cung mà lại sử dụng thuật à? À, tiên phong của địch Đặng Ngải. Và chúng ta có đây, như các bạn thấy ở góc bên phải dưới màn hình thì chúng ta có tổng cộng là 90 giây để sắp xếp đội hình trước khi vào trận. Và ở góc bên trái phía trên thì có cái gọi là vòng tuần hoàn xung khắc lẫn nhau, mà nghĩa là mình nghĩ là chơi một thời gian thì chắc thì ai cũng nhớ thôi, nhưng mà dành cho những người chưa nhớ thì cung thì khắc thương, thương thì khắc kỵ và kỵ thì khắc cung, là như vậy. Và mình nghĩ là mình sẽ xếp thử xuống đây cho nó xuống hẳn đây đi, hay chỉ đây là được rồi. Rồi chiến luôn đi xem nào. Băm đưa thuyền sử dụng cung này. Và ở dưới góc phải mình có vẻ như là kỹ năng này. Ấn vào tướng thì sử dụng kỹ năng đây. Kỹ năng của điêu thuyền là gì nhỉ? À, đây là kỹ năng phụ của mình. Rồi. Đây là những cái kỹ năng phụ mà của chính bản thân mình chứ không phải của tướng. Và phá hủy tường thành là chiến thắng, đúng như kiểu cái lời gợi ý của Trương Phi luôn. Chúng ta nhận được cái gì đấy, cung binh tím. Thu thập đủ sẽ đổi được một cung binh tím. Cung binh đây là thần tướng đấy à? Ký danh nhận quà là một cái dạng điểm danh. Rồi chúng ta sẽ thử xem nào. Ký danh thì ký danh gì nữa ta? Có sát xe vậy sao lại tới om này? Sao nhỉ? Tự nhiên lại tới om hết vào vậy. Ô, sao ta? Vậy là mình sẽ phải tạm dừng một chút để xem có lỗi gì nhá. Các bạn cần phải chờ một chút. Rồi, và có lẽ như là vừa nãy cái điểm danh của chúng ta nó hơi bị lỗi một chút, nên là mình sau khi điểm danh xong thì nó sẽ bị một cái gì đấy. Mình lệnh danh tướng à? Qua server mới để xem nào. Liệu mình có nên ký danh không ta? Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi. Và theo lịch chúng ta sẽ có được danh tướng Triệu Vân. Đi bừa đi. Ơ à, thế cả à? Tưởng được đây sáng sáng đây mình tưởng được Triệu Vân rồi. Và chúng ta để ý là cái SR này là gì ta? Sao có tướng có tướng không có nhỉ? Ví dụ như là ở chỗ Triệu Vân thì chúng ta không thấy này, nhưng mà sang bên này Nhân Lương lại có SR, hay là cái mảnh thì nó sẽ có cái SR.
và R, và như chúng ta đã biết thì R là hiếm bình thường thôi, SR thì nó hiếm hơn một chút, và SSR là cái loại hiếm nhất rồi. Nó sẽ xếp dạng đấy, ngoài chia ra màu như là tím, màu cam ra thì nó còn chia ra kiểu đấy nữa cơ. Sự kiện 7 ngày, vật chương 2, năm sẽ mở rồi. Mình sẽ xem cái nhiệm vụ này. Đây chính là cái nơi mà chúng ta nhận thưởng cũng như là làm những cái nhiệm vụ chính tuyến rồi phụ tuyến các kiểu. Rồi mình sẽ đánh phá chủ tướng địch, vẫn là Trác Quận à. Trình Quang Hòa năm thứ 7 Trình Viện Chí bị quan vụ giết rồi, đánh luôn. Và vẫn là 2v3. Mình nghĩ là trong cái giai đoạn đầu này đối diện với những vị tướng thuộc kiểu cái khăn vàng thì nó là cái phó bản quá quen thuộc trong cái thể loại game thể tướng dàn trận trong quốc này rồi. Chúng ta không thể xếp được nhiều cái thứ mà vào đánh thì dễ dàng thắng được. Thậm chí mình thả thử một phát này vào đây luôn, chắc là vẫn ăn được. Cái này là skin gì nhỉ? Vẫn là cái gì đấy thiên về ấy thôi, thiên về gây đam thôi. Tại sao cung thủ quân ta trận này kém như vậy? Chỗ công đồng hoàng biểu hiện đang gặp binh chủng khắc chế, cũng khắc thương thương vị rồi, tôi nên biết rồi mà. Trước mắt không có thương binh thì làm sao để khắc chế kỵ binh địch? Khắc kỵ thiết vệ đây rồi, lại có anh nào đến đây rồi, biết ngay mà. Anh thương thì đến để diệt 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 rồi, diệt kỵ. Đã sao điêu thuyền mình yên tụt nửa máu ra là bị mấy anh kỵ binh áp sát nhanh quá. Giờ thì dễ dàng hơn rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là cái sự tương khắc binh chủng nó rất là rõ rệt ở trong cái một cái thể loại game chiến thuật như là Ngọa Long Truyện Mobile này. Và vẫn quen thuộc hơn, phá được thành thì sẽ thắng được thôi. Chúa công có thể cường hóa nâng cấp tướng, nâng sức chiến đấu của họ rồi, mình sẽ cường hóa tướng thử nhé. Rồi, nhấp phải vài cường hóa tướng này. Chủ công cường hóa siêu đa, cường hóa tối đa đi. Mình vẫn chưa hiểu cấp. À đây, cấp các bạn thể nhìn thấy góc bên phải của cái thẻ tướng này, nó sẽ có hiện cấp như thế này, là mình đang là cấp 4. Và có lẽ là cấp tướng thì không được quá so với cấp của nhân vật, cấp của mình. Và diệt địch khăn vàng tiếp này. Tuy tướng bạn mạnh hơn nhưng vẫn cần tiếp tục nỗ lực đề phòng về địch. Ok, thì rõ ràng 2v1 á. Trận trước thì 2v3, trước nữa thì 2v5, trận này 2v1 trận lại không thắng. Binh chủng của họ lại còn là ít khi tới đi giết. Và đây là tự động thi triển kỹ năng. À, mình hiểu rồi. Nó sẽ là như kiểu mình sẽ không phải ấn chiêu của tướng nữa. Và đây là bị tướng dùng thương thì mình chả tội gì cho ngựa ra trước rồi, mình cho ngựa ra sau, cho cung ra trước. Chả làm gì được mình. Ủa, nhưng mà ngựa vẫn phi rất nhanh. Cái này khả năng ngựa vẫn phải đánh nhau với thương rồi. Chạy à? À, lôi kéo địch, đây là còn là chiêu gì đây? Tuy phục kích nhưng của địch không nhiều ở đây vị trí tiêu diệt kẻ thù. À, đây là một chiêu bảo sao. Bảo sao lúc vào mình thấy người ngựa chỉ có 2v1. Hóa ra đây là cái chiêu của địch, nhưng tưởng chỉ có một thôi, xong rồi nó khi mà giáp lá cà thì nó bắt đầu nó rút quân về để gọi thêm quân phục kích, rất hay. Cái thể loại chiến thuật này nó không mới nhưng mà nó lại luôn hiệu quả, thế nó mới lạ. Mà chỉ cần nóng tính một tí thôi là rất dễ mắc lừa. Rồi tiếp tục. Rồi ra lên level 5. Thủ doanh trại 116, công doanh trại lên 5. Thủ doanh trại và công doanh trại là cái gì ta? Chúng ta được dụng tướng Lữ Phạm. Mình sẽ sorry các bạn, để cho cái bé đi một chút. Đây gói cấp của chúng ta đây. Chiến đấu tiếp. À, mở được dương 200 lương thực, ba cái thẻ lệnh dũng tướng. Cái này là gì? Đan tăng cho bậc tướng này, quân hồn luyện kỹ năng tướng à, đồng. Rồi lương thảo này không không tính đâu. Chúng ta có thể thấy có rất là nhiều cách để thu thập lương thảo, cái này có lẽ chúng mình sẽ tìm hiểu sau. Và đây à, để xem là một lần chinh chiến thì tốn khoảng 200 lương thực,
đội hình bây giờ chỉ có một đội hình thôi. Vậy vì sau khi lên cấp thì nó sẽ mở ra thêm nhiều đội hình cho chúng ta. Chiến lược của ta thì gần như là gấp đôi của địch rồi, cái này không tính tiền. Quân đi trước vẫn là ấy à. Mình nghĩ là phải đổi chỗ cho anh đơn vị này. Ơ, tại sao chúng ta vẫn chưa mở được auto nhỉ? Nãy mở được rồi mà. Chưa như nhau à? Đẩy con địch rất là hay. Hồi sinh á? Còn có thật hồi sinh sao? Phải làm thế nào? Ô, quan văn trường đến. Rồi, quan văn trường sẽ làm gì? Một đao là xong rồi. Hừ. Gì vậy? Ui, một đao một đạo à? Không hổ danh là trùm cuối nhỉ? Các bạn thể ý trong mọi cái tựa game mà liên quan đến đề tài Tam Quốc thì Quan Vũ lúc nào cũng là nhân vật sở hữu sức mạnh gần như là khủng nhất. Có chăng thì cũng chỉ thua mỗi ông Lữ Bố thôi về cái độ bá đạo này. Oh, thì còn để lại được cả lời nhắn nữa cơ. Ai này rất dễ với trí tuệ của chủ công thì sẽ vượt qua, không nhu cầu đặc biệt. Rồi mình hiểu rồi, nghĩa là cái này sẽ giúp cho những người chơi đi sau sẽ biết được cách nào để mà vượt dễ hơn. Nó như là kiểu mình để lại kế sách ấy. Rồi bán khiến quân sư để nhận diệu kế. Đây quân sư đây. Bảo mình bái kiến xong không cho bái này. Lạ lẫm nhở. Không cho đánh nhau luôn. Giờ làm nào? Sao lại đơ rồi này? Sao lại nhỉ quái ta? Có một sự lạ lẫm không hề nhẹ, mình sẽ lại phải tạm dừng một tí vậy. Rồi hơi lag một tí nhưng mà mình nghĩ là trong cái giai đoạn server test mà chưa hoàn chỉnh việt hóa như này thì lỗi một chút thì cũng có thể chấp nhận được thôi. Mà mình nghĩ thì sẽ không còn những lỗi lặt vặt này nữa đâu. Rồi xong hết xong nhiệm vụ ngày thế nào? Nhiệm vụ ngày chúng ta có rất là nhiều nhiệm vụ ở dưới này đây. Và mình nghĩ là mỗi ngày nó sẽ reset vào khoảng khung giờ như thông lệ thì là khoảng 5 giờ. Và ở đây chúng ta có điểm năng động này. 40 điểm năng động thì được một cái mảnh lệnh danh tướng này. 70 được gì? Hai mảnh. 100 được gì? Ôi. Mảnh lệnh thần tướng. Và 120 chúng ta được hai mảnh lệnh thần tướng. Mình hiểu 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 rồi. Rồi xong cái nhiệm vụ ngày này bỏ qua đi. Ta sẽ tiến tới hoạt động đi. Sự kiện 20 nạp tiền ngay. Những sự kiện này thì chắc chắn là mình sẽ chưa 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 ấy thôi. Chưa mở rồi. Ôi. Dương đồng. Dương bạc và dương vàng. Có một cái sự hỏi chấm nhẹ nhẹ đấy là tại sao dương đồng 2.000 vàng mà dương bạc và dương vàng lại kinh khủng như kia. À mình nghĩ là cái này nó chỉ là một cái lỗi nhỏ nhỏ của game thôi, khi mà đáng lẽ chắc là dương đồng là 200 vàng, dương bạc 300 và dương vàng thì là 500. Dương đồng chúng ta có 111 lương thảo á, sao cho lẻ nhỉ. Lưu Bị, tướng Lưu Bị. Kỹ năng của Lưu Bị thì có vẻ là hồi máu thì phải. Cũng là một vị tướng thuộc vào dạng SSR, hậu cần và chuyên về kỵ binh. Ai ở đây? Nhan Lương cũng kỵ binh luôn nhưng mà chỉ SR thôi. Kỹ năng xả thân xung phong. Nhân lương thì là siêu chiến tướng không tính. Dương bạc. Dương bạc được có 1.313 lương thảo, vào dương vàng. Dương vàng được có 10.000. Là sao? Tại sao dương đồng lại đắt như vậy mà lại còn nhiều loại tướng như này? Có vẻ đây là một cái hơi khó hiểu của mình. Chắc là về sau sẽ có chỉnh sửa thôi. Thẻ thần tướng. Thẻ thần tướng là như nào nhỉ? Mình sẽ ấn thử vào đây xem nào. Uầy. Thẻ thần tướng thì sẽ có 10% ra tướng cam, 60% ra tướng tím, còn lại là ra tướng gì. Còn quay 10 lần thì sẽ được giảm 300 lần, tức là giảm giá thêm một lần quay. Và đây chúng ta thì xem được hết những cái danh sách tướng cam và tướng tím như nào. Trình dục này.
Cam Phu Nhân, Tân Hiền Anh, Quách Hoài, Lô Thực. Còn những vị tướng theo mình thì ở đây chỉ có Trần Cung và Hứa Du là gần Y Tịch, Thiếu Nữ Điêu Thuyền là những cái tên mà mình quen thuộc nhất. Để xem ngoài tướng Cam xem nào. Tư Mã Ý này thì kinh khủng rồi này. Đang cố cái gì ông này chắc là phép rồi. À, Hậu Cần á. À, Hậu Cần là đằng sau mà quên. Bảo vệ đồng đội giúp tất cả đội quân bên ta nhận một hộ thuẫn. Hấp thụ 107 sát thương, 11% xác suất nhận khiên phản kích. Quá kinh khủng. Các bạn chơi càng lâu về dài vì sẽ biết cái tác dụng của cái khiên phản kích nó kinh khủng như nào. Nó phản lại sát thương rất là ác. Ngoài ra là Tuân Du là cũng một mưu tướng này, tướng mưu này, y sĩ này. Lần chiến đấu này tăng viện diện cho đội quân nước Ngụy 13% giới hạn HP. Ui, quá nhiều. Bản thân hồi ngay 311 HP cộng với 351% bút chí lực. Đây chắc là một con bài siêu hồi máu. Chu Du, công thần nước Ngô. À, hóa ra cái ông nhìn cơ bản, nhìn nó chả khác gì bình thường này, chính là Chu Du à. Chu Du với trận hỏa thiêu xích bích rồi, kỹ năng chuẩn luôn. Thiêu đốt mục tiêu và địch xung quanh trong 35m mỗi giây gây 35 cộng 400 bút chí lực. Một kỹ năng hết sức bình thường thôi, nhưng mà vào tay Chu Du thì chắc nó sẽ là một cái gì đấy khủng khiếp lắm. Và có những vị tướng có những cái vòng cam cam xung quanh chắc là SR. Còn không có vòng xung xoanh chắc là SR, đúng rồi, đúng rồi, mình hiểu rồi. Thế tại sao Lưu Bị vừa nãy mình là SR nhỉ? Lưu Bị có trong đây không? Lưu Bị không có trong đây. Vậy là Lưu Bị thuộc vào hàng quý hiếm mà. À, vị tướng cung của anh Dung như mình dự đoán chính là Tôn Thượng Hương. Ngoài ra còn có những cái tên Vu Cát này. Sao toàn tướng tướng mưu vậy nhỉ? Tôn Quyền, Vô Đức Ngô đây mà. Ơ, à, Cam Ninh, Hoàng Trung, Tả Từ, à, chúng ta thấy gần như là vắng mặt. Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị vắng mặt này, Triệu Vân vắng mặt này. Rồi những cái vị gọi phải gọi siêu khủng trong những tựa game như này, như là Tào Tháo. Hay là... ai nhỉ, rất là nhiều. Rất là nhiều vị tướng thiếu đấy. Chắc là sẽ trong quá trình chơi game thì sẽ được cập nhật thêm. Như chúng ta đã biết thì Phan Tạm có một tựa game khác mình nhớ không nhầm như là cái gì Tam Quốc nhỉ, cũng là một tựa game đề tài Tam Quốc nhưng mà theo dạng chibi cơ, rất là hay. Ngày xưa mình từng chơi qua thì nó cũng 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 sẽ cập nhật tướng dần lên như này, và cái tính chiến thuật của game đấy cũng rất là khủng, mãi bây giờ mình vẫn còn nhớ mà. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp trình chiến tiếp đi, để mở những hoạt động mới. Viện trợ Thanh Châu Hạ rồi, chắc là phải đánh nhau với tên này rồi. Phải địch có ai đây? À, Trương Lướng rồi. Trương Lướng này. Một nốt nhạc. Trương Lương hệ cung mà mình không có tướng hệ kỵ. Úi rồi. Ai à? Gấu nhờ. Nhìn mặt lại muốn yêu rồi đấy. Bấm luôn, không phải xếp đội hình. Toàn cơm, toàn quân đeo cẩm năng đoạn. Đầu tiên diệt trừ phương sĩ rồi diệt thủ lĩnh phản tặc. À, tức là phải diệt đội hồi máu này trước à? Rồi, chúng ta sẽ có những cái như kiểu là kế binh ấy. Đây, cắt cứu viện địch này, diệt y. À, rất là hay. Thế mình có thể phán đoán được cái tính chiến thuật của game này không phải dạng vừa đâu. Rồi, quất. Diệt phương sĩ trước, không loại hồi máu. Quất thôi, quất thôi. Đưa thuyền chậm thế nhỉ? Diệt hết đã. Rồi, bây giờ Trương Lương không có ai để hồi máu nữa rồi. Một hôn nhạc thôi. Dùng luôn kin này. Khá đơn giản thôi. Nhưng mà những cái bước đi đơn giản này nó sẽ cho chúng ta biết thêm được những cái chiến thuật mới, và để mình sẽ áp dụng cho quá trình về sau. Không chỉ là qua những cái trận vượt phó bản PvE này mà chúng ta sẽ còn phải đánh những người nữa, những cái chúa công khác. Gì nữa đây? Địch đông ta ít, không được manh động. Binh mã mai phục trong hang. Rồi.
Kinh chiến thuật kinh khủng thế. Một cái chiến thuật khá là kinh khủng nhờ. Đã đấu tiếp luôn. Đấu tiếp mình là đấu lại à? Ui rồi, ấn nhầm rồi. Bỏ qua được không ta? Không biết bỏ qua được không? Bởi vì mình vừa đấu quả này xong mà mình ấn nhầm vào đấu tiếp. Rồi biết rồi, lại làm lại rồi này. Quẩy đi. Thôi rút lui được không? Level 11 mới được rút lui à? Rút lui không cho. Thôi mình lại tung trưởng vậy. Đã chơi lại cái màn này rồi các bạn ạ. Có thân chư hương phải đi hai lần. Cụ đi chân lạnh toát luôn. Điều thuyền bắn hai phát liền cơ. À, nãy giờ mải tập trung vào gameplay mà mình quên không show cho các bạn xem cái đồ họa. Mình phải nói là thuộc vào hàng đỉnh của Võ Long Truyện Mobile đấy. Rồi, trở về đi xem có gì mới không nào. Để cho lần chiến trận sau mình sẽ xem có cái gì mới không. Ừ rồi, cái này bỏ qua đi. Còn bên này hòm này đã nhận đâu. 80 mảnh mới đủ một tướng cung binh cam à. Thôi được rồi, mình xem còn chiêu mộ được cái gì không. Túi đồ có gì mới. Mảnh bao nhiêu mảnh tím thì được. 50 mảnh tím mới được một tướng binh tím. Thanh Long Lân rồi. Ác phết nhở. Sao tốn nhiều mảnh thế nhở. Để mình xem là chiêu mộ đâu ta. Trận hình đây. Và level 8, level 12, level 18 chúng ta mới mở các đội hình tiếp theo. Ồ, đây có những kỹ năng này. Kỹ năng cố thủ này, củng cố tăng HP tường thành, công kích tường thành tăng 10%. Wow, rất là nhiều cái kỹ năng mà chúng ta nghĩ là chắc là phải khám phá dần thôi. Ui. À, cái này được chọn thoải mái à? Hay như nào đấy? Kỹ năng công kích tường thành tăng 10%. Mình vẫn chưa hiểu đã gọi là thủ thì sao lại có cả tăng công kích này. Thôi mình cứ lấy những cái cơ bản nhất đi. À, bẫy khi kích hoạt bẫy phóng thiên hỏa trong phạm vi và bẫy dầu hỏa. Oh, mình lấy hai cái bẫy đi cho nó oách. Công thì cũng có các loại công để thiên hỏa giáng lâm. Thiêu đốt toàn bộ địch trong phạm vi đã chọn 10m, mục tiêu mất HP càng nhiều sát thương càng cao, hiểu rồi. Và bẫy đá bùn, khi hoạt bẫy khiến địch trong phạm vi 35m rơi vào bẫy đá bùn, tốc độ công giảm. À, chỉ giảm tốc độ công à? Cái này là cái gì? Chỉ đốn cùng thời gian chỉ đốn là 90 giây, kéo dài thêm 30 giây nữa. Toàn bộ tướng trong trận x2 công. Hay nhỉ? Bị vơi trong trận 8 giây. Mình sẽ sử dụng một cái này và một cái thiên hỏa giáng lâm. Nghe có vẻ rất hay. Và mình nghĩ là cái công và cái thủ này là áp dụng trong trường hợp mà mình công thành hay thủ thành. Thì nó sẽ có những kỹ năng như vậy. Mình đoán là như vậy. Ngoài ra thì có, đây các bạn thể thấy ở cái dưới này. Ở đoạn dưới của giao diện game thì chúng ta có quốc gia, định vị, binh chủng, độ hiếm, chiến lược, toàn bộ cái này có lẽ là để phân loại cái thẻ tướng thôi. Quốc gia thì có ngụy, thục, ngô và quần này. Định vị là cái gì? Dụng tướng, thích khách, mưu sĩ, y sĩ, mạnh tướng. Ui, chia ra rất là nhiều luôn. Rất là đa dạng về cái thể loại thẻ tướng ấy. Binh chủng chỉ có 3 thôi này. Tự hiếm thì có thể cam, thể tím, thể lam, thể lực, thể trắng. Chiến lực thì có võ lực, trí lực, HP và chiến lực rồi. Phó tướng nữ, cái sau đó có phó tướng nữa kìa. Hay nhỉ. Thư viện xem nào. Khám phá hết. Danh tướng chúng ta có tổng cộng 189 danh tướng cơ. Quá nhiều. Quá nhiều so với quy định rồi. Duyên thì sao? À đây là
hệ thống kích duyên, nghĩa là cơ khi các bạn sở hữu những cái vị tướng này thì nó sẽ tăng cho các bạn những cái mở khóa cho những cái ấy này, cho những cái đầu mục này, ví dụ như là kế mỹ nhân kế gì đây, ra trận 5 tướng có đồng trác điêu thuyền, tăng thuộc tính tất cả các tướng. Ồ, nghĩa là chỉ cần có hai tướng này thôi là tăng thuộc tính của tất cả các tướng rồi. Ghê vậy nhỉ, 5% khá là nhiều so với một tựa game chiến thuật đấy chứ. Để xem còn ở cái chiêu mộ ở đâu nhỉ. Đoạt soái này mở rồi. Tranh đoạt thống soái. Cái này chắc là cái kiểu Pika theo mùa rồi. Ơ sao mình không thấy cái chỗ chiêu mộ đâu nhỉ. Chiêu mộ đâu ta, mất đâu chỗ chiêu mộ mất rồi. Thật sự đấy, ai hiểu chỗ chiêu mộ đâu nhỉ. Ô hay thật đấy, cả sao tình nghĩa nữa cơ. Thật sự bí ẩn. Rồi mình sẽ chinh chiến tiếp, đỡ hoang mang. Cái đấu chiến xong lại hiện ra cái sau chiêu mộ đấy, quất luôn. Đó, chỗ này chưa kịp gì hết rồi. Khiếp thật, cái đồ họa 3D nhìn rõ giống thật luôn. Ông này chắc là bị xử trảm mà. Như xem một bộ phim vậy các bạn ạ, Quan Vũ và Trương Phi. Đây chắc hẳn là Lưu Bị rồi. Nhìn men lì hơn là mình nghĩ. Can you speak Vietnamese? Nghe thì cảm động thật đấy, nhưng mà mình không hiểu nói gì, nên là cũng bớt cảm động đi rồi. Ân sư, ân sư là bị vây khốn tại trên xe tù. Nếu bọn mẹ của ta còn tương đối chiến Nam Minh Mã quân vàng đợi lúc phá định triều đình phản án quân lô thực cả. Ân sư đây chính là lô thực à? Và bây giờ làm sao mà nó cứ hướng hết vào một thằng này nhỉ? Làm sao mà nó không hướng đến thằng nữa? Tại sao? Thôi để xuống đây, vẫn hướng đến. Thôi chiến thử xem nào. Mình cũng chưa hiểu lắm, tại sao cứ hướng đến thằng đấy vậy? Mà sao nó lại cứ nghiêng vậy nhỉ? Trong khi hai cái như kiểu cái tấm chiến thuật của mình thì bỏ ra hết rồi này. Đây như kiểu một kỹ năng bị động vậy, khi xảy ra chiến đấu đạt 9 giây kéo dài thêm 30 giây nữa. Ồ, nghĩa là cái này chỉ áp dụng cho những trận chiến kéo dài hơn 90 giây à? Thời gian tối đa của một trận chiến là 90 giây. Và khi hết thời gian đấy thì chắc là sẽ hòa. Còn nếu mang cái kỹ năng này thì sẽ kéo dài thêm 30 giây nữa và toàn bộ tướng trong trận x2 công. Hiệu quả hồi phục giảm 5%. Ồ, hiểu 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 hiểu. Nghĩa là mình nghĩ là khả năng là cái này nó sẽ không áp dụng ở trong những cái chế độ PvE này tốt đâu. Mình nghĩ là phải thay cái này thôi. Nó chỉ hợp với PvP. Năng tướng. Đây, kỹ năng đây. Thuật mê hoặc. Khi được quân địch trong 3 giây lùi về thành và gây sát thương phép đúng kiểu của điêu thuyền luôn. Mê dai, à mê hoặc dai. Nhiệm vụ này. Rồi. Mình sẽ đổi cái kỹ năng nữa. À đâu, ngoài đồi đây. Đổi sang cái gì chứ? Có lẽ vẫn là hai cái cũ thôi, vẫn là hiệu quả nhất. À, cái này chưa bỏ à? Bảo sao vẫn cứ đánh đội kia trước? Và nói thật là sau khi xong một trận rồi mình vẫn chưa thấy chỗ chiêu mộ đâu. Thì thôi lại đánh tiếp vậy.
khăn vàng vệ đội. Hai phản tặc khăn vàng hòa quan chém giết rồi. Và như các bạn mình đã nói từ nãy thì chúng ta chưa có dịp chiêm ngưỡng cái đồ họa 3D của Ngọa Long Truyện Mobile như đây. Mình vừa phóng to cho các bạn nhìn kỹ hơn. Đồ họa 3D rất là sắc nét luôn. Các bạn nhìn di chuyển animation của game đánh nhau nhìn rất là thật. Thì phóng to thu nhỏ là tùy thích, từ chiến trận bạn muốn xem hay là như nào. Sao đồng trác level ở đây làm gì này? Còn độc trác ngạo mạn nữa. Chứ độc trác không ngạo mạn đâu. À, mình quên không dùng kỹ năng. Khá tốn thời gian cho những lúc dùng kỹ năng này. Không biết về sau nó có dẹp. Không phải dẹp mà lược bỏ đi cái phần sử dụng kỹ năng khá màu mè này. Độc trác định làm gì đây? À, bám theo đúng cốt truyện. Được đấy. Hơi gấu rồi đấy, quất luôn. Dăm ba cái thằng đồng trác. Quất. Rồi, mình nghĩ là sau sẽ là đánh đồng trác thôi. Nếu không muốn về thành có thể nhấp ai sau, ai sau thì ai sau. Nghĩa là chúng ta sẽ lược bỏ được cái khoảng thời gian lót trận. Giết một đội khăn vàng không được giết đồng trác, để giết lũ phản tặc cho lập tức. Bùi nguyên thiệu này chuyên thêm khiên cho đồng đội. Đao thương bất nhập cần xử lý trước. Bùi nguyên thiệu không phải là y sĩ làm sao để đánh trước. Xem trận hình địch, Bùi nguyên thiệu là thương binh còn lại là kỵ binh. Chỉ cần tất cả cung binh đeo cẩm nang khác là sẽ ưu tiên đánh binh chủng tương khác. Uầy, hay thế nhỉ. Đâu, đeo chỗ nào đấy? Sao lại không đeo được nữa rồi? Mình lại không thấy chỗ đeo rồi, làm sao ta lại hiện chỗ đeo ta? Đánh bừa. Nó cứ tung skin, ôi ơi, tung xịt rồi. Sao cứ đi dưới xứ nhau vậy? Phục luôn. Rồi xong Bùi Nguyên Thiệu. Đánh Khổng Thành lôi bọn kia ra đánh tiếp. Ôi, bọn kia vẫn thủ trong nhà không lôi ra đánh à? Từ thứ. Tại họ, tại hạ họ từ tiên thứ. Tự mới chỉ có anh hùng đều vừa đứng chạy ra xem sao đồng chắc ngạo mạn tự đại nhưng mà có bị không. Ơi theo khá là giống với cốt truyện rồi. Ôi chúng ta nhặt được cái vuốt gì đây? Vuốt bạch hổ trắng, cường tính tướng hồn bạch hổ á, tướng hồn bạch hổ là gì vậy mình chưa khám phá ra. Chắc là tí nữa sẽ mở thôi. Ra trận vị tướng thứ ba. Hay, vậy chúng ta thì ra được ba người rồi. Quà cấp level 8 chúng ta là Vương Song à. Vương Song và 40 mảnh của ông gì đó. À vậy là chúng ta đã đủ kỵ cung và thương rồi. Giờ gặp đội nào cũng chả sợ. Nhưng mà vấn đề quan trọng là mình vẫn chưa thấy chỗ chiêu mộ đâu, sao đấy nhỉ? Dừng tay, quất tiếp. Triển khai tấn công nơi này lương thảo đầy đủ phía của quân thủ tinh nhuệ. Sau có tiễn tháp, ta chỉ cần cố thủ không ra xem ngươi làm gì được. Để xem ta làm gì được. Cho kỵ binh đấu rồi. Như này nữa. Lên vừa thôi. Quất. Ai sao ông này có kỹ năng gì? Ui chiêu gì vậy?
Nhìn có vẻ chớp nhoáng đấy. Đang chiều giữa lòng địch. Lưu Huyền Đức đến. Bây giờ Lưu bị kéo theo cả Dương Phi luôn à? Ôi. À đúng rồi, Lưu Bị này có skin là hồi máu mà. Let's go. Ui giời, dăm ba cái thằng vật vàng. Xong. Tiếp tục này. Ui. Đứng phí. Mà chưa mở ải tiếp thì thôi kệ, mình chả cho Đường Phi vào đâu. Mình thấy đánh như đội hình bây giờ ổn rồi. Đường Phi chỉ là tướng tím mà. À, như các bạn thể để ý là cái đỏ đỏ này chính là bị khắc. Xanh lá này là khắc và xanh dương này là hỏa. Mình có thể hiểu nôm na như vậy. Mình cho em này xuống đây. Đấy, chuẩn men. Hôm nay xuống đây đi. Xuống bậc nữa đi. Rồi, đánh như này là lợi thế nhất cho mình. Mình sắp sắp xếp theo cái màu sắc đấy thì chúng ta đỡ suy nghĩ nhiều xem là cái nào khác, cái nào, cái nào khác, cái nào. Vẫn chưa bật auto được gì. Lại chơi chiêu tiếp. Dùng hết skill luôn. Ơ, chết hết rồi à? Chưa kịp xong. Rồi dọn dẹp xong. Bảy ngày vui vẻ tham kiến thần tướng. Bảy ngày online sẽ có thần tướng à? Mình xem là để xem có. Biết ngay mà lại bị rồi, sao cứ ấn vào chỗ 7 ngày là lại bị như này nhỉ? Có khả năng là cái phiên bản này nó đang hơi lỗi một chút. Lại phải tạm dừng một chút các bạn ạ. Rồi mình cũng chưa hiểu lắm tại sao cứ ấn vào đây lại bị, nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ không ấn vào nữa, lỗi rồi. Không thèm ấn nữa. Và tiếp tục vượt phó bản thôi. Khám phá chiến thuật mới nữa, à, mở được hai dương. Đấy có thể dũng tướng để chiêu mộ rồi mà chưa có chỗ để chiêu mộ đây. Quá. Nãy mình quên chưa xem mà đến ải mấy thì bật auto được. Ải này chúng ta gặp Trương Giác. Trương Giác thì thuật sĩ là cái chắc rồi. Rồi giờ xếp sao cho hợp lý đây. Ba quân đều là thương thì khó rồi. Rồi tạ. Chương 1 ải 4 mới mở. Ui trời ơi. Đâu lòi ra ông Vương xong kia. Ui, trời xanh đã chết, khăn vàng nổi dậy. Nghe thấy mùi sao sao rồi. Trương Giác này trên bị điều khiển sấm sét rồi. Hãy trốn ở trong thành à? Lôi ra đánh cho bằng được bây giờ chứ lại. To mồm xong lại trốn trong thành, buồn cười đấy. Level 9 thôi các bạn ạ. Bạn thấy là gọi long chuyện mobile này có khả năng lên level nó khá là chậm. Nó sao cái đấy không ảnh hưởng gì cả, một tự nhiên chiến thuật thì lên level như nào cũng được thôi mà. Chủ yếu là mở được hết tính năng thôi. Phe địch có Bạo Đồng Trác và Lý Quyết đánh thử cái chế độ cái này là gì ta, phó bản boss hay là cái gì đó. Ui rồi, ui rồi, ông cụ Đồng Trác cầm quả trường đao kinh thế. Hai tướng đều là thương hết, phải đánh thôi, chẳng biết làm nào.
Không đau. Mất một tí máu rồi. Quẩn luôn. Ui dùng cả cây skin thế mà. Rồi. Con địch khá là khỏe. Mình đánh nãy giờ vẫn chưa thấy di chuyển gì đây. Nhưng mà thực ra thì con mình thế. Chắc là sẽ mất thời gian một chút thôi. Con địch bắt đầu mất máu rồi. Dùng hết skill này. Nhưng mà thật sự thì đổng trác nãy giờ mất một chút máu kia thì bao giờ mới ăn được. Lý quyết thì có thể ăn luôn này. Rồi chết rồi này. Bây giờ đổng trác lo như nào. Máu mình còn có 900, 800 vào trong khi máu nó còn tận 1.700. Ui. Chứ thế này chơi sao nó còn thổi máu nữa chứ. Ui, quá đáng thật, búp 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 quá đáng rồi. Sao ăn được cái con thần này đây. Thua 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 chặt. Mình khẳng định là thua. Chỉ khi bây giờ có cái ơ. Hết giờ à? Thôi, thất bại rồi còn đâu. Chi hiểu lắm, cứ thế mà thất bại chưa? Thế bây giờ phải làm nào để thắng? Làm nào để thắng ta? À, cái đó là một loại phụ bản. Có một loại phụ bản đấy gọi là cái gì nhỉ? Cho chấm than là gì ta? Đó là loại phụ bản đấy rồi. Và khi đánh thắng thì chúng ta sẽ được thưởng cố định. Ngoài ra đội hình toàn cung binh thì khi đánh những đội hình như này sẽ được thưởng thêm. Đó đây là một cái kiểu vượt ải vượt tháp thôi. Chúng ta sẽ khám phá sau. Xem còn gì nữa không nào. Hoạt động gì đây? Vẫn là những hoạt động này. Trình chiến tiếp. À, chỉ còn ải cuối thôi. Mình sẽ cố đi nước ải cuối này. Ải kia còn có 2 sao. Ba thương. Ba thương binh đối với mình. Mình sẽ có một chút lợi thế khi mà có cả cung cả thương nhưng mà kỵ thì chắc là sẽ chết sớm. Vẫn phải chơi kiểu này thôi. Không có hiền như thế, bấm luôn. Ủa luôn. Trương Giác. Cái gì đấy? Tiên sinh thất xuất thủ kế tấn công từ cánh. Trương Giác đâu? Cánh đâu? Thiếu nữ là vương song. Cánh đâu? Có thấy cái cánh nào đâu? Cánh của mình đâu nhỉ? Ai xếp cánh đấy? Chả thấy cánh nào cả. Bốc phép đi thật. Được, quan trọng là cứ phải chiếm được cái thành đã. Xong. À lại đến đoạn chiếu phim này. Wow. Màu sắc kìa. Trời ơi. Meli. Ui cụ nào cầm hại. À vẫn là Lưu Bị. Lưu Bị giỏi võ như này bao giờ vậy. Chiếu phim màu đỏ. Ui giời mặt khiếp khủng. Còn Vũ điểm đạn. Rồi.
Rồi, phát chém cuối quá đã mắt. Mình sẽ trở về xem còn gì không. Vẫn chưa có được. Đây thì lại sang trường mới luôn rồi. Và để xem nào. Thật sự thì mình vẫn chưa thấy được cái chỗ. Chỗ chiêu mộ đâu. Buồn quá. Quay ra quay vào chả thấy chỗ chiêu mộ đâu nữa rồi. Các bạn đã biết thì đây sẽ là một tựa game lấy đề tài Tam Quốc làm chủ đạo, với lối chơi chính là chiến thuật, thẻ bài, dàn trận, với rất là nhiều cái tính năng đi kèm. Ngoài ra thì cái đồ họa 3D cùng cái lối chơi dàn trận tả xung hữu đột như vừa rồi cũng là một cái điểm rất là mạnh của Ngọa Long Truyện Mobile mà mình đánh giá rất là cao. Và mình sẽ xin phép được kết thúc cái clip giới thiệu Ngọa Long Truyện Mobile tại đây. Các bạn có câu hỏi gì sẽ để lại bình luận ở dưới và mình sẽ trả lời ngay lập tức khi có thể nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.